Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bà Giai TV Và Bà Giai xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe, vui tươi và tràn đầy hạnh phúc Kính thưa quý vị và các bạn, đêm qua thì có một cái tin rất là sốc Bà Giai tin chắc rằng khi mà nghe được những cái lời bà Lục kể trong đêm hôm qua Thì chúng ta phải giật mình nghĩ ra rằng họ phải nói là quá nhiều thủ đoạn Và những cái sự diễn xuất của họ phải nói là ở đỉnh cao nghe quý vị Đêm qua thì bà Lục khóc rất là nhiều khi mà nhắc về cố nghệ sĩ, khi mà nhắc về cái câu chuyện là cái căn nhà ở số 5. Đầu tiên là có một cái tình tiết là bà Lục có kể trong cái câu chuyện của mình đêm hôm qua. Đó là cố nghệ sĩ có kêu bà Lục rồi ông Thất rồi Hồng Gia lên và nói rằng là sẽ sang tên cái căn nhà đó cho họ. Nhưng mà bà Lục lại nói là thôi đi và từ chối. Và bà Lục chỉ muốn sống với anh thôi rồi không muốn sang tên hay là không muốn tài sản gì cả không biết là bao nhiêu những cái người mà tin vào cái lời của bà Lục theo quý gì. cho riêng mình thì mình không bao giờ tin với cái tính và cái nết của bà Lục thì nếu như mà có nghệ sĩ nói như vậy thì đây là một cái cơ hội vàng cho bà Lục làm gì có cái chuyện mà bà Lục nói là thôi đi bùm mà khi mà nghe được cái điều này cũng ngay lập tức lên tiếng nói dạ thưa với cái nết gia đình nhỏ của cô mà bác gọi vào sang tên đó mà chắc là mặt trời mọc ở hướng tây rồi đúng hả quý vị với một cái sự tham lam như vậy đó và một cái sự giành giật trong hơn một năm qua đó thì thử hỏi bà Lục và bà kể như vậy ai tin được những cái câu chuyện phải nói là quá vô lý tiếp theo nữa là bà Lục có khóc khi mà được hỏi về cái chuyện đó người ta trong suốt một năm qua đặt cho bà Lục các cái tên là sáu bào bà Lục có buồn hay là không thì bà Lục lại tự hào tự hào nói rằng là mình vô cùng hạnh diện khi mà khi mà được đặt cái tên đó bởi vì bà Lục chỉ cần khóc thôi thì cố nghệ sĩ cho khóc là cho muốn cái gì được cái đó và bà lục cảm thấy là khi mà mình bào như vậy đó thì anh mình cảm thấy vui khi mà được bào đây phải nói là những cái sự trơ trẽn rồi kịch cổm khi mà nói những cái lời như vậy đến giờ phút này mà bà lục vẫn chưa thấy là ăn năng hối lỗi như cái việc mình làm chúng ta còn nhớ là cố nghệ sĩ từng có rất nhiều video clip lên than phiền rằng là mình không gây nợ nhưng mà phải gánh nợ những cái video clip khi mà nhắc về bà lục đó thì cố nghệ sĩ phải đây nổ da gà Vậy mà bây giờ đã bà Lục lại lên với cái vẻ là phải nói là vô cùng tự hào khi cho rằng là mình đó cảm thấy hãnh diện khi mà được là khiến cho à, ông anh mình trả nợ. Cái này phải nói là không có cái gì để nói. Và một cái điều đặc biệt là bà Lục trả lời rất là giống là ông Thất. Cả hai chị em đều thấy hãnh diện với cái việc danh là bào báo. Ông Thất cũng vậy, cảm thấy hãnh diện khi mà được làm nợ và được cái người anh của mình đứng ra trả nợ. Họ đã khiến cho người anh của mình cả một cuộc đời phải lao đao, đứng ra lo hết cho gia đình bán biết bao nhiêu là căn nhà tài sản rồi cuối đời nằm xuống đó có một cái căn nhà duy nhất còn lại cho con gái của ông mà họ cũng nhảy vào để mà sâu xé rồi tranh giành hơn một năm qua họ tranh giành cảm thấy không được cảm thấy là sắp thua cuộc rồi bây giờ dùng những cái chiêu để mà tẩy trắng bà lục lần đầu tiên lên trên kênh youtube lời kể rồi khóc rất nhiều về cái sự quan ức của mình trong cái câu chuyện của nhà mớm và cũng tuyên bố là sẽ không bao giờ bỏ cuộc để có cơ hội để bà quay trở về cái căn nhà sâu nập Mình không nghĩ rằng là bà Lục lại cố chấp như vậy. Cái lời bà Lục nói ra có hai cái điều. Đó là cố nghệ sĩ từng nói là cố nghệ sĩ từng muốn sang tên cho bà Lục và ông Thất nhưng mà bà Lục và ông Thất lại không đồng ý. Thứ hai là bà Lục cảm thấy hạnh diện tự hào vì đã từng gây nợ và được anh mình trả nợ. Chỉ cần khóc thôi là muốn cái gì là cố nghệ sĩ cho cái đó. Đây là phải nói là những cái con người này sống vừa dẫm vào cố nghệ sĩ phải nói là quá lâu rồi quý vị. Cho nên là đến từng tuổi này họ cũng không thể nào tách ra được cái suy nghĩ là phải tự làm tự ăn, có làm thì mới có ăn. Đằng này họ cứ ý là cái người anh của mình, anh mình có tiền, anh mình nổi tiếng, mình chỉ cần khóc thôi, đòi thôi là anh mình cho. Và bây giờ khi mà anh mình nằm xuống rồi đó, thì họ cũng chưa bỏ đi cái tính tham lam và ý lại đó. Và muốn cướp luôn cái căn nhà còn sót lại duy nhất của anh của mình để lại cho con gái. Đây là một cái hành động phải nói là vô cùng tàn ác nghe quý vị. Nhưng mà rất là may khi mà có Hồng Ni đến để mà giúp cho bé mớm. Nếu như mà giả sử đó, không có Hồng Ni đó thì cái câu chuyện đó sẽ như thế nào? Chắc có lẽ là mớm bây giờ là có thể là chúng ta không biết như thế nào. Có thể là bị đuổi ra và cũng không sống ở trong nhà rồi được. Đó là cái điều chắc chắn. Với cái bản tính của bà Lục và ông Thất thì mình nghĩ là không thể nào là họ buông tha cho mớm được cái gì. Một khi mà có nghệ sĩ nằm xuống đó thì họ là những cái con người là muốn đập chiếm cái căn nhà đó. Chưa kể là À, bé Gia lại là một cái người tham lam như vậy giá như mà bé Gia là một cái người tốt có đạo đức thì khi mẹ của mình đó cậu của mình cậu thất của mình sai như vậy thì mình phải lên tiếng mình khuyên chứ làm gì có cái chuyện mà hùa theo như vậy cả là mẹ rồi cậu rồi chồng con rồi cái cả mình để hùa vào để cướp tài sản của mớm thì làm sao mà mớm chống đối lại được và rất là mừng khi mà hồng ni đến giúp cho bé mớm rất là nhiều và bây giờ mọi thứ đang dần trở về đúng vị trí của nó móm đang là cái người đứng tên tài sản và thừa hưởng cái tài sản của cố nghệ sĩ và những cái người bên kia đang bị khán giả lên án tẩy chay về những cái hành động tham lam vô độ của mình chỉ biết là hưởng thụ thôi không tự lực cánh sinh chỉ biết dựa dẫm vào người anh của mình trong suốt cả một đời như vậy để khi anh mình nằm xuống thì cũng không thể nào nhận ra cái điều đó mà cứ lên tiếng nói là mình tự hào mình tự hào gì đã gây nợ để cho người anh đứng ra trả nợ cái này không hiểu luôn quý vị mình nghĩ rằng đây là một cái câu trả lời có những cái người trẻ tuổi con nít kia nhưng mà bà lục và ông thất á, thì lớn tuổi rồi đầu thì cũng đã hai thứ tóc rồi nhưng mà cái suy nghĩ phải nói là vô cùng năm càng họ cứ cho rằng là họ tự hào vì anh của mình nổi tiếng giàu có chỉ cần họ khóc một tiếng thôi là anh của mình sẽ đáp ứng ngay không thể hiểu nổi những cái con người như thế này quý vị hy vọng qua cái video clip mà bà lục đăng lên đó thì khán giả nghe được sẽ hiểu hơn về cái sự là cố chấp của bà lục như thế nào Bây giờ họ chưa từ bỏ cái ý định đó Họ vẫn còn nuôi hy vọng là sẽ trở về cái căn nhà ở số 5 Và vẫn chưa bao giờ là hết thằng thù đối với mốm Qua những cái lời của bà Lục kể Thì mình nghe được thì bà Lục vẫn còn quất ức hận thù sâu sắc đối với mốm Thôi cứ kệ thôi đi quý vị Chúng ta cứ biết rằng đó Bây giờ mốm đã được là lấy lại đúng lại cái vị trí của mình rồi Được khán giả yêu thương kinh tế thì ổn định và đi ca hát cũng rất là điều đặn đây là cái việc mà mốm mà chúng ta cảm thấy cũng rất là mừng còn những cái chuyện kia dành nhà đó thì chúng ta chờ một cái phiên tòa xét xử sẽ được công khai ra sắp tới đây và quyết định rằng mốm là người chính thức nắm giữ những cái tài sản của cha mình để lại thì bên phía kia cũng chính thức là hết hy vọng về cái việc là tham lam tài sản đó là cái căn nhà còn sót lại duy nhất của ông Hoàng Cải Lương Hậu Quảng phải nói rằng đêm qua khi mà nghe được cái đoạn video clip của bạn Lục Bây giờ trên những cái hội nhóm của vị thấy rất là nóng, họ liên tục chia sẻ những cái đoạn khóc lóc của bà Lục khi mà kể những cái việc là quan ức của mình, cái việc là anh của mình kêu những cái người thân thiết của mình vào và hứa cho căn nhà, nhưng mà bà Lục lại từ chối, nghe và nói là kịch cổm quá, không tin nổi của gì. Với ai chứ với một người như bà Lục và con ve yeah, một khi mà cố nghệ sĩ đã mở miệng như vậy thì chắc chắn họ sẽ làm tới cùng rồi. Để bà lấy cái căn nhà đó rồi chứ không phải như vậy đâu. Đây là một cái cái chuyện phải nói là Bà Lục kể ra giống như là chuyện cổ tích đó, để lấy lòng khán giả cũng như là minh quan cho mình. Nhưng mà bây giờ đã quá trễ rồi, minh quan cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào. Xóa nhòa đi cái hình ảnh bà Lục tham giam tài sản, chửi thẳng mặt mốm rồi đập bàn thờ của anh mình kêu quan trong suốt cái quá trình để đi mà tranh giành nhà. Bởi vì trong cái thời gian gần kết cái drama này, chúng ta tỉnh táo nghe có gì, đừng bị dẫn dắt bởi vì những cái giọt nước mắt của bà Lục hoặc là Gia. Yeah, chúng ta hãy yêu thương mốm, bảo vệ là phải và ủng hộ à, pháp luật ủng hộ bé mớm giữ lại những cái tài sản của cha mình đó là những cái điều mà chúng ta mong muốn và chúng ta nói lên những cái điều mà đi trái lại với luân thường đạo lý, ở trái lại với pháp luật. Còn những người như là bà Lục ông Thất hay là Gia yeah, xứng đáng là nhận được cái sự tại trai của khán giả đây là một cái điều mà họ phải trả giá khi mà những cái việc làm sai trái của họ đã khiến cho cộng đồng mạng bức xúc trong suốt hơn một năm vừa qua. Và tiếp theo có một cái tin cũng phải nói là sốc, cái này cũng cực kỳ sốc về cái đêm diễn của Gia yeah vào ngày 30 tháng 8. Mới đây nhất thì họ đã chính thức là công bố ra là cái giá vé của cái đêm diễn của Gia. Yeah. Khi mà xem cái giá vé này phải nói là ai cũng lấy ngơ ngác ngỡ ngàng bạc ngửa luôn quý vị, bởi vì không ngờ nó quá cao như vậy. Giá vé thấp nhất đó là 600 000 và giá vé cao nhất là 1 triệu. Mình không nghĩ rằng trong một cái đêm diễn có một cái ca sĩ bị tẩy chay hơn một năm qua không đi hát, rồi à bây giờ là trở lại tẩy trắng mà cái giá vé lại cao như thế này. Chưa kể là trong cái đêm diễn đó là không có bất kỳ một cái nghệ sĩ, một cái ca sĩ nào có tiếng tâm hoặc là nổi tiếng cả, tất cả đều vô danh hết, mà không biết sao lại kê giá lên đến là 600 đến 1 triệu. Một cái hội nhóm họ viết như thế này, ôi trời ơi, giá vé của ngôi sao cây hạng ba hạng tư có giá thấp nhất là 600 ngàn, cao nhất một triệu tưởng mình là ngôi sao hạng A hả mẹ đó là cái lời thản khóc của các giả khi mà nghe được cái giá vé trong cái đêm diễn của Gia yeah. giả sử đó là một cái đêm diễn của một nghệ sĩ có tiếng tâm rồi đó hoạt động bền bỉ ở trong nghệ thuật và liên tục ra những cái bài hát mới trong suốt một cái thời gian vừa qua thì chúng ta còn chấp nhận được còn đằng này một cái ca sĩ bị là cộng đồng mạng tẩy chay hơn một năm rồi đi đến đâu cũng bị hô vang hai cái từ là sao kê và cũng đã hơn một năm rồi chưa cầm đến cái micro, vậy mà giáp kê vé giá lên là đến 600 đến 1 triệu. Thì đó là một cái sự phải nói là vô lý, không chấp nhận được. Không biết là ai đủ sẵn sàng trả cái số tiền này để mà nghe ve hát nữa quý vị. Đây là một cái sự ảo tưởng phải nói là kinh khủng của ve trong lần trở lại này. Chúng ta sẽ là cùng ngồi để mà chờ xem có ai bỏ tiền ra mua vé hay là không ha. Chắc là cái này là cái chiêu bài cũ đó quý vị, đó là ngáo ở bên Mỹ sẽ gửi tiền về, mua một lúc là vài trăm vé để mà phát cho khán giả miễn phí vào xem. Đó là cái cách làm họ làm trong suốt một cái thời gian vừa qua. Và cũng không có cái gì bất ngờ nếu mà trong cái đêm diễn đó, đó có ít nhất là một hai trăm người xem. Bởi vì đó là tiền của ngáo bên mẻo bỏ ra mua, đây là một cái hành động bà ta dùng tiền để là mua khán giả cho dê yeah. hát rất là kinh khủng hơn quý vị. Bây giờ mình nếu mà bên phía ông thất và gia yeah tổ chức show thì bà ta sẽ chi tiền mua một vài trăm vé để ủng hộ để cho khán giả vào lấp đầy để có người xem. Nếu như mà ca sĩ bà hát ở dưới không có ai xem thì làm sao mà hát được quý vị? Như gia yeah nói là một người cũng hát ra cái đời hát này hát cho ai xem. Ca sĩ hát mà không có người xem mà cũng hát được thì phải nói là bó tay. Thôi chúng ta đợi họ diễn cái trò gì có thể bây giờ là gia yeah, có thể là bỏ tiền ra rồi muốn tổ chức ra như vậy để mà tẩy trắng để mà được có cơ hội đi hát trở lại nhưng mà mình tin rằng là khán giả rất là tỉnh táo và người khán giả là những cái người rất là công tâm những nghệ sĩ nào có đạo đức có tài năng và tôn trọng khán giả thì mới được đi hát còn những nghệ sĩ ca sĩ nào cũng giống như là gia yeah liên tục có những cái lời là xỉa xói khán giả trách móc chửi bới thậm chí là dân tục đối với khán giả thì mình nghĩ rằng chỉ có con đường nghỉ hát thôi chứ không làm cách nào khác cả đã làm nghề ca sĩ nghệ sĩ thì sống là nhờ vào khán giả. Nếu như mà không có khán giả thì coi như là bỏ nghề chỉ như vậy thôi. Thì hy vọng là khán giả sẽ luôn luôn tỉnh táo để biết được rằng là gia yeah vẫn chưa xứng đáng được đi hát trở lại. Bởi vì gia yeah chưa biết nhận lỗi trừ khi mà cô ta sao kê đi sao kê cái tiền phúng điếu công khai tiền làm mộ và Hải Thành Tâm xin lỗi bốn vì hơn một năm qua đã có những cái hành động sai lầm thì khi đó khán giả sẽ nhìn nhận lại còn nếu như một bên tổ chức live show còn tối về lên live stream lại tiếp tục có những cái lợi lẽ hơn thua cho khán giả thì đừng bao giờ nghĩ tới cái chuyện đi hát mình tin là như vậy đó là cái câu chuyện bức xúc mà rất nhiều người ngỡ ngàng khi mà nghe được cái giá vé ở trong cái đêm nhạc của Gia yeah. và quý vị và các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho ba gia bằng cách đăng ký kênh like chia sẻ video clip và để lại những cái bình luận ở trong video này để mình đọc và hiểu được những cái ý kiến khán giả để ba جاي làm những cái video clip hay hơn, kịp thời hơn để gửi đến tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ ba جاي xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip tiếp theo.